Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Xét mệnh dựa vào năm có vài mật mã, xét thêm tháng sinh cho thêm vài mật mã của mệnh, xét cả ngày giờ là đủ sinh thần bát tự và cả giới tính mới có thể luận chính xác một lá số. Sinh thần bát tự là định số, định số cho ra nghiệp lực khác nhau của mỗi con người. Dù giàu hay nghèo thì người kiên trì luôn có cơ hội cải biến. Người mà không kiên trì, đừng nói đến dùng phong thủy cải vận, ngay cả việc đợi cơm chín, họ cũng thiếu kiên nhẫn. Thế nào là mệnh giàu có? Đây là lá số của một anh gia chủ sinh tháng 10 năm 82. Anh là người của công chúng, nhật chủ tức là mệnh ngày sinh, hành bính thuộc hỏa dương. Người sinh tháng Dậu kim vượng là mệnh kỵ kim thiếu mộc, sinh ngày hỏa dương, chủ tháng là Dậu kim thuộc hành âm, là cung chính tài, chủ tháng có lực mạnh nhất, cuộc đời không khó để phát tài. Người mà sinh mệnh ngày thuộc hành dương, tướng mạo thường trung đến to lớn. Ngày sinh bính thuộc hỏa, đại diện cho mặt trời, là người có lòng ban phát. Năm Tuất tháng Dậu là người kiên cường hết mực vì gia đình. Mệnh của người này có cái nhân tài phú vượng, hành vận sao trung niên được trợ lực lớn. Việc tăng hay giảm còn phụ thuộc vào nhân quả, phụ thuộc vào những việc tạo tác trước kia trong quá khứ. Có người lại hỏi, phong thủy có giúp phát tài không? Không, hoàn toàn không thể. Phong thủy là một phương tiện cho bạn thêm may mắn về công danh. Giả dụ bạn kiếm được 10 đồng, dụng đúng phong thủy cho bạn cơ hội kiếm được 12 hay 15 đồng. Không thể dùng phong thủy kiếm 50 hay 100 đồng, vì phong thủy cũng chỉ là một phương tiện, hoàn toàn không thay đổi được luật nhân quả. Bạn phát tài là do trong mệnh của bạn có sẵn cái nhân tài phú từ đời trước. Mệnh không có tài phú, không có thần linh nào hay phong thủy nào có thể giúp bạn được. Dù bạn tài giỏi cỡ nào, thông minh ra sao, xe đắt tiền, dùng nhiều thiết bị công nghệ và có cả thầy phong thủy giỏi, chưa hẳn bạn đã thành công. Vì những thứ trên chỉ là những phương tiện. Phương là phương pháp, ta dùng phương pháp nào tiện với ta là tốt nhất. Vậy phương tiện tốt nhất để cải vận là gì? Đó chính là tu dưỡng tâm tánh, mở lòng bố thí, tu trí huệ bằng thiền định. Tu là chuyển tâm, chuyển mê thành giác, thay đổi dần dần cái nhìn phàm phu bằng cái nhìn định tĩnh. Bạn đã đầu tắt mặt tối kiếm tiền bao năm rồi? 5, 10 hay 20 năm? Bạn có hài lòng với số tiền mình kiếm hay không? Chắc là không. Thế thì việc tu dưỡng tâm tánh cũng như thế, cũng phải cần mẫn mỗi ngày, cần tinh tấn mỗi ngày mới có thể đạt đến cảnh giới tâm thân tự tại, mới có thể dũng cảm dừng lại và tự trả lời cho câu hỏi: ta đầu tắt mặt tối vì điều gì? Ta làm việc vất vả cả đời vì ai? Vì trả nợ cho gia đình hay cho thiên hạ? Nếu đã ngoài 40, khi mắt đã kém dần, nếu vẫn chưa thành công thì bạn nên xem lại chính mình. Do mình xui xẻo, do mình mong cầu cao quá hay do vấn đề gì khác? Dù lý do gì, chỉ có một cách hữu hiệu nhất để bạn thay đổi được vận mệnh, đó chính là tu tâm dưỡng tánh. Tu là sửa, là bồi đắp, buông xả đi cái tôi. Bỏ được cái tôi sẽ không còn chữ tôi nghèo hay chữ tôi khổ. Khổ và nghèo sẽ không còn cái tôi để dính mắc vào. Vận hạn tốt hay xấu phụ thuộc vào nghiệp lực của mỗi người, phụ thuộc vào phong thủy nơi bạn sinh sống, phụ thuộc vào yếu tố tâm lý. Tâm bạn thiện thì bất kỳ nơi nào bạn sinh sống cũng có thể trở thành mảnh đất phước. Các bạn nên biết, không có chuyện vận dụng phong thủy là phát tài ngay, càng không có chuyện đem một món trang sức, mua một vật nào đó là phát tài ngay được. Nếu vận dụng đúng thì mỗi ngày tích góp cho mình một ít điều lành. Ví như mỗi ngày bạn bỏ ống heo một ít tiền, một thời gian sau con heo nuôi mới mọc ú lên được. Thầy phong thủy nào đó cam đoan với bạn có cách phát tài nhanh, hãy làm theo đi.
Đó là những cách của tà ma. Một người nào đó giúp bạn phát tài nhanh thì họ có tiểu thần thông từ linh giới yêu ma và có thể mách bảo bạn một vài việc ở gần. Nhưng các bạn nên biết, việc gì bộc phát không thể bền lâu, hậu quả rất khó lường. Thầy phong thủy chân thiện cho bạn phương pháp, việc còn lại bạn phải nỗ lực và phấn đấu, cố gắng không ngừng nghỉ mới có thể thu hoạch. Trồng nhiều thu hoạch nhiều, trồng ít thu hoạch ít là lẽ tự nhiên. Nhóm người sinh năm hoặc sinh tháng có thìn tuất sửu mùi hay người có lá số thổ vượng thường là bao dung, không để bụng chuyện cũ, không thù hằn ai lâu cả. Các bạn nên biết, người có lòng thù hận càng lớn, khi chết linh quan càng trầm tích. Thứ ánh sáng nó hấp thụ là thứ ánh sáng của giận dữ, khó lòng về cõi lành. Người mà biết tha thứ, biết buông xả, chấp nhận hoàn cảnh thực tại để tùy duyên, chính là người tự tích trữ cho mình những hạt giống quang minh của sự vui vẻ, của sự hạnh phúc. Người có được hạt giống quang minh tự khắc kết nối với năng lượng cùng tần số. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.